công ty Hưng Nam Phát nhé. Hôm nay Nam sẽ giới thiệu với các bạn một cái set cao cấp đang được bán tại công ty Hưng Nam Phát nhé. Mẫu cờ 21 new đây, mẫu được cải tiến và khá là chắc chắn. Về cơ bản thì ghế được làm bằng lưới mây khá là đẹp, sợi nó lớn này. Lưới mây nằm khá là mát và được đan bằng dây đôi khá là bền bỉ nha. Về cái phần tay cầm thì đây được cải tiến tạo làm một cái lớp nhám nè các bạn thấy. Khi mình ngồi mình nghỉ mình có thể chà cái tay lên đây giúp massage cái lòng bàn tay để cho máu nó lưu thông. Mình mới chà cái mà nó máu nó chạy lên lên đầu luôn rồi nè. Còn cái phần khung thì tải trọng 300 kg nha các bạn, khá là chắc chắn. Kêu keng 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 keng. Bảo hành 2 năm. Và đường rầy của nó là đường rầy đôi. Đây. Đường rầy đôi nhá. Khi các bạn móc cái khóa này bằng nhôm nha. Nó khá là nhẹ nhàng nha. À dùng nó nghe tay út đó mình hiểu là nó được. Và nó dễ dàng nha. Mấy người lớn tuổi và em bé có thể sử dụng. Rầy đôi nó thì khép nó nhẹ nhàng và khá là chắc chắn, không có đung đưa giống như mấy ghế mà nó làm bằng nhựa hoặc là đường rầy đơn bằng nhôm ở đây nha các bạn. Đó, ở dưới nó có làm thêm tấm mà cái là lưới này giống như lưới đôi vậy, khá là chắc chắn. Rồi bây giờ hướng nha các bạn, nằm nha, khá là gọn gàng. Các bạn ngồi lên ghế thì chỉ cần lấy hai cái chân nhẹ đạp vào đây thôi là tự động nó đổ ra thôi. Đó. Khá là chắc chắn. Và ghế này nó rất tốt cho những người xương khớp nha, đường cong, cột sống. Bởi vì ghế đẹp là 4,5. Đây, khi mình nằm đúng tư thế là mình chỉ cần mà kéo cái móc ra thôi, rất nhẹ. Nó rất nhẹ và rất dễ dàng nha các bạn. Cũng giống như loại khác. Đó, khi mà mình muốn xuống ghế thì mình kéo cái móc khóa này xuống thôi, hai bên và xuống nhẹ nhàng thôi. Khá là chắc chắn. Các có nhu cầu mua thì hãy liên hệ công ty Hưng Nam Phát nha. Liên hệ với số hotline. Sản phẩm này được tặng một cái khay. Chỉ cho các bạn lắp luôn nè, các bạn chỉ cần đặt ở đây và ấn nút thôi. Còn khi gấp lại mình sẽ tháo ra.